Con trai đi học về, nói cô giáo cho ăn không đủ no. Người mẹ phẫn nộ lên tiếng tố cáo nhưng nhận lại phản ứng trái chiều của cộng đồng mạng. Câu chuyện đặc biệt này xảy ra ở Trung Quốc khi cậu con trai 5 tuổi ngày nào tan trường về cũng than phiền vì đi học rất khổ sở. Đặc biệt, cô giáo còn không cho ăn đủ no. Nghe thấy thế, người mẹ tức tốc đi đến trường để nói chuyện. Biết tin, cô giáo đã vô cùng ngạc nhiên vì cậu bé có sức ăn nhiều hơn so với các bạn, nên cô giáo thường xuyên lấy cho cậu suất ăn nhiều gấp đôi bình thường. Khi đã ăn hết, cô sẽ không cung cấp thêm vì lo sợ bé ăn nhiều quá sẽ có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Người mẹ lại khăng khăng cho rằng cần phải cho ăn theo nhu cầu nên đã chia sẻ những hình ảnh bữa ăn ở nhà của con mình. Nhưng từ đó khiến cho cô giáo vô cùng tức giận vì việc nuôi dạy con theo chế độ ăn như thế sẽ ảnh hưởng không tốt đến cơ thể của một đứa trẻ 5 tuổi. Bởi lẽ mỗi bữa ăn, cậu bé luôn ăn một lượng lớn đồ ăn. Hơn nữa, chế độ ăn lại rất ít rau củ, phần lớn là đồ dầu mỡ như mì xào, xúc xích, bánh sán, trứng chiên. Khi câu chuyện được chia sẻ, cư dân mạng phần lớn đều ủng hộ cách làm của cô giáo. Tuy nhiên, không ít người cho rằng nhu cầu ăn uống ở mỗi trẻ là khác nhau, cậu bé trong ảnh cũng không hề béo phì, nên nếu như để bé ăn lượng thức ăn quá ít, bị đói thì sức đâu mà học. Cần phải thay đổi chế độ nhiều rau xanh hơn, còn lượng thức ăn nên điều chỉnh theo nhu cầu của trẻ. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Comment chia sẻ suy nghĩ xuống dưới phần bình luận cho Bún biết với nhé! Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video sau!